này như nào đấy để ta vào xem. Nào, à, chúng ta chú mua hàng mở hàng cho cháu. Chưa có. Anh mua mở hàng hộ em. Có rồi, đây có rồi, bưởi đây rồi. Bóc đi. Bóc đi. Ăn được không? Bưởi cát quế thì ăn được chị ạ. Bưởi cát quế thì ngon. Bọn em ăn suốt mà. Tao này là của đứa kia. Đó à? Chứ này lấy chồng quả nhé, mà quả to có ngon rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi nhìn nữa. Ừ. Ba chạy xuống nhận lời không giả. Cả 10.000 nữa. Có một vân đỏ nữa. Ai cũng muốn thế. Có vâng, có ăn. Quay. Hả? Đi đi. Đi rồi quay à? Mày uống là máy à? Vẫn còn này ạ. Hả? Còn được không? Còn. Bưởi này mỗi bưởi được ngon. Bye. Mấy nữa con bán cà chua và của con ạ. Bà lấy nốt à? Không. Em á, cái mùa này em ở Việt Nam mình không xem được đâu. Vâng, chặn rồi. Oh.
đấy. Thank you.
Thank you.
Thank you.
dạ. Vâng. Có nhiều cân ạ. Rồi. Cái này là xanh này, cái này là chín ạ. Dạ vâng. Em có bán không? Em có bán được đủ ạ. Ờ.
bún quả này luôn. Thank you.
thì là ấy nhá. Được rồi. Yeah.
Cho anh 20 quả đi, về ăn dần. Trứng về một quả nào thối thì em cứ liệu đấy. Thế là em tập kích ở chỗ nào đạt này hả? Ôi, bỏng ăn làm gì? Ngon lắm đi. Ngon lắm á. Em tự nổ ấy. Bao nhiêu con này? 10.000 ạ. Của anh biết chưa? 70.000 ạ. Thank you.
Vâng. Chẳng qua chẳng đi như này. Vâng. Thank you.
Vâng. Bán thì không mua. Vâng. Vậy mà mình ra chợ mà đúng không? Vâng. Nếu không bày người ta nhìn thấy thì người ta không mua. Em với chị bán trứng với xích. Chị sạch cho chị. Chị sạch. Uống cho chị.